Dạ, Hiếu Phan Vlog xin mến chào tất cả quý vị khán giả. Chào mừng quý vị trở lại với bản tin trên kênh của Hiếu Phan trong ngày hôm nay. Thì nội dung trong video này Hiếu xin cập nhật một số cái bài bình luận của quý vị khán giả đã để lại trong cái video trước của Hiếu nói về cái vụ của bé Gia Bảo và một số bài đăng của chị Đinh Lan ở trên tab cộng đồng khẳng định rằng có một số kênh YouTube sẽ phải vướng vào pháp lý thưa quý vị khán giả và những kênh này chắc chắn là sẽ bị đi bốc lịch theo những gì mà chị Đinh Lan chia sẻ là như vậy. Thì trước khi vào nội dung chi tiết, hiếu lời chúc sức khỏe đến tất cả vị cùng với gia đình của mình. Lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. À. Thì trước tiên cho Hiếu xin báo cáo một cái số kênh YouTube mà chị Đinh Lan đã liệt kê ra và cho rằng những cái kênh này sẽ dướng vào cái tội hình sự thưa vị khán giả. Thì như vị khán giả cũng đã biết rồi, những kênh YouTube mà từ bấy lâu nay đã và đang ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng á thì những cái kênh này họ cũng là một trong những phe đối lập của thiền a minh bầu vũ trụ và được gọi là phe chính nghĩa địa tự xưng gì đó quý vị thì họ luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho bà nguyễn phương hằng một cách cũng rất là bất chấp ở đây và luôn luôn tấn công gán ghép vu khống bịa đặt tất cả những cái câu chuyện có liên quan đến thiền a minh bầu vũ trụ thì họ cũng lên tiếng để mà gán ghép cho thầy ông nội về cái hành vi luận lon lừa đảo v vân nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì bên phía cơ quan chức năng họ cũng chưa có đưa ra một cái kết luận điều tra nào cả. Nhưng mà lúc nào những cái kênh này cũng lên trên mạng xã hội công kích tấn công bôi nhọ nhằm xóa sổ thiền am cũng như là muốn hạ bệ nhân phẩm danh dự của thầy ông nội cũng như là các thầy cô các bé còn lại thưa vị khán giả thì cũng làm cho dư luận và đặc biệt là những người yêu thương thiền am cũng rất là quan tâm và cũng rất là bất bình bức xúc với những cái kênh youtube này thì uh, bây giờ đây, luật nhân quả sẽ đến với những kênh Youtube này bởi vì họ chỉ giỏi ăn hiếp thiền am bên bờ vũ trụ, chỉ giỏi ăn hiếp cụ già, trẻ em và người bệnh tật ở thiền am mà thôi. Chứ còn đụng với chị Đinh Lan thì những kênh Youtube này trong thời gian sắp tới sẽ rất là mệt mỏi đây à, ngày hôm qua thì chị Đinh Lan cũng có viết ở trên tab cộng đồng của mình cũng đã liệt kê ra một số kênh youtube sẽ vướng vào cái tội là hình sự thưa vị khán giả thì trước tiên cho Hiếu xin chia sẻ cái bài viết này của chị Đinh Lan để cho vị khán giả biết được cái kênh nào sẽ vướng vào cái tội hình sự nhé thì à, cái bài viết ngày hôm qua cách đây cũng mười mấy giờ chị Đinh Lan có nói như thế này à, con người hơn nhau bởi nhận thức không nói gì không chửi như chúng thì mới tố cáo được chúng chứ. Còn 15 cơ này chắc chắn dính vào tội hình sự chứ không có chuyện không có dấu hiệu hình sự tội 331 đâu. Đó như chị Đinh Lan nói đó. À, những cái kênh mà du khống bị đặt chửi bới xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của chị á thì chị cũng không có cần chửi những cái kênh này mà chị sẽ âm thầm lặng lẽ để mà tố cáo những cái kênh này thưa vị khán giả thì những cái kênh này à, hiếu cũng xin kể ra để cho vị khán giả nghe để cho vị khán giả biết là kênh nào nhé thứ nhất là đỗ thị hương kênh hương quảng châu thứ hai là phạm hoàng khang kênh lang thang đường phố thứ ba là kênh Thanh Nguyên Vlog, thứ tư là kênh Gốc Việt, thứ năm là kênh Sơn Sàm TV, thứ sáu là kênh Stam TV, thứ bảy là Tới Không Chuyện TV, thứ tám là kênh Quang 86, thứ chín là Kiệt Tướng Đạt kênh Lời Nói Thật, thứ 10 là kênh Minh Chí TV thứ 11 là kênh Gia Bin Entertainment, thứ 12 là Đinh Hoàng Nhân, thứ 13 là Thiện đời sống, thứ 14 là Hương xa, thứ 15 là Lý Lắc Vlog đây là 15 kênh YouTube mà chị Đinh Lan nói là sẽ vướng vào cái tội hình sự thưa vị khán giả. Và Đinh Lan cũng đang tố cáo những cái kênh này và thời gian sắp tới thì chúng ta cũng chờ đợi là bên phía cơ quan chức năng họ điều tra xem xét những cái kênh này sẽ vướng vào cái tội danh gì thì lúc đó chúng ta mới biết nha thưa vị khán giả. Và tiếp theo sau đây thì Hiếu cũng xin chia sẻ một số kênh YouTube nằm trong danh sách mà Đinh Lan nêu ra và cho rằng là bên phía A09 của Bộ Công an cũng đang xem xét và xử lý. Thì một số kênh YouTube sau đây Hiếu đọc tên để cho vị khán giả nhận dạng là những kênh YouTube này là ai như thưa vị khán giả. Ở đây thì có luật sư trần quốc vú thì quý vị khán giả cũng biết rồi đây là một nhân vật mà từ bảy lâu nay luôn lên trên mạng xã hội đặt điều vu khống bịa đặt cho thiền a minh bờ vũ trụ đặc biệt là thầy ông nội có hành vi luận loan quan hệ quyết thống giả trẻ mồ côi vân vân thì cũng xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của thầy rất là thậm tệ và thậm chí là cái anh chàng này cũng xưng hô với thầy ông nội đặt cho thầy cái biệt danh là ông cu nặng gì đó vân vân các kiểu hết thì cũng y chang như là bà phương hằng thưa vị thì một trong những số kênh youtube nằm trong cái bản phong thần mà được ngọc hoàng xem xét và xử lý như sau thứ nhất là kênh từ tuấn hiệp tức là kênh lạc phong hay là kênh chú thủy vlog Hiền Anh, rồi anh Nông Dân, Bùi Thanh Quỳnh Như, Quỳnh Trung Hiếu, kênh Góc Nhìn, Jimmy Quỳnh, Trần Quốc Vũ, Ba Chấm, vân vân Thì những cái kênh này đang dính ở trong cái vụ của Võ Minh Điền, Trần Hoàng Ngoan, Cô Gái Băng Đô và Thảo Tiên Paris. Nên nằm bên A09 Bộ Công an đang xử lý nên không trong danh sách này. Trong danh sách này có nghĩa là 15 kênh Youtube đang được chị Đinh Lan tố cáo đó thưa vị thì Hiếu cũng đã chia sẻ ở phần đầu và những cái kênh mà Hiếu mới vừa chia sẻ này thì đang nằm ở trong A09 của Bộ Công an họ cũng đang xem xét và xử lý đó thì ở đây có nhân vật là Trần Quốc Dú thì anh này hiện tại đây cũng đang bị đoàn luật sư của thành phố Hồ Chí Minh treo bằng hành nghề đến 2 năm thưa vị khán giả thì đây cũng là luật nhân quả đúng không ạ à? kiến ăn cá thì cá ăn kiến thôi đó dốc tâm ra để mà hãm hại thiền an minh bộ trụ thì bây giờ cái quả báo đến với họ là gì đoàn luật sư cũng treo bằng của cái ông này đó và những kênh còn lại thì cũng đang được a 09 của bộ công an xem xét và xử lý thì chúng ta còn chờ đợi thời gian là bên phía bộ công an thụ lý những cái vụ việc này như thế nào nó và có cái hướng xử lý ra sao thì ở đó chúng ta còn chờ đợi thời gian như thưa quý vị khán giả thì chúng ta chỉ biết rằng là luật nhân quả là có thật mà thôi thì những cái kênh youtube này yêu thương và ủng hộ bà nguyễn phương hằng chống đối gán ghép du khống bịa đặt cho thiền a minh bảo trụ được gọi là phe chính nghĩa tự xưng đó thưa quý vị khán giả đó là thông tin có liên quan đến bài viết của chị Đinh Lan nói là sẽ tố cáo 15 kênh YouTube cũng như là liệt kê ra một số kênh YouTube đang được A09 Bộ Công an đang xem xét và xử lý. Thì quý vị khán giả nghe cái thông tin này, quý vị khán giả có hả hê hay không, có vui hay không thì cũng rất mong quý vị khán giả góp cái ý kiến của mình để dưới phần bình luận của video à. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và tiếp theo sau đây thì trở lại với thông tin có liên quan đến bé Phúc Tâm tức là bé Gia Bảo mấy ngày vừa qua thì cũng được dư luận rất là quan tâm và đặc biệt là ở trên mạng xã hội hàng ngày thì cũng loan cái thông tin này và có người cho rằng là trong 10 ngày nữa bé Phúc Tâm sẽ được về với mẹ, phiên tòa kết thúc chị Dung sẽ nhận lại con về. Đó là thông tin mà Hiếu nhận được từ một số kênh Youtube đăng cái bài viết ở trên tab cộng đồng, thưa quý vị. Thì ở đây họ cũng xác định và cũng khẳng định rằng là trong 10 ngày nữa, thì bên gia đình, đặc biệt là mẹ của bé Phúc Tâm là bà Dung gì đó, sẽ nhận bé về để mà chăm sóc. Nhưng mà ở đây cái điều mà chúng ta lo lắng, khi mà bé về rồi á, thì cuộc sống của bé như thế nào, có đầy đủ điều kiện để mà cho bé đi học hay không, rồi... À, tương lai của bé sẽ ra sao hay là giống trường hợp của bé khai tâm trước đây khi mà về rồi á là còn phải đi bán vé số à, rất là vất vả như thế này thế nọ thưa vị trong khi đó thì chúng ta biết rằng bé phúc tâm cũng ở với các thầy cô và các bé à, ở trong thiền am một khoảng thời gian dài thì họ cũng có một cái tình yêu thương đặc biệt với nhau đó về như vậy rồi tinh thần của bé sẽ ra sao có nhớ nhung thầy cô hay không người có uh, nhớ nhung các bé còn lại hay không thì thật sự rất là tội nghiệp cho bé phúc tâm ở đây thưa quý vị khán giả và đặc biệt là thầy ông nội thì cũng rất là yêu thương bé phúc tâm khi mà bé về như vậy rồi tình trạng sức khỏe tinh thần của thầy lại xuống cấp trầm chồng nữa đây là một cái điều mà chúng ta cũng đang rất là lo ngại song song bên cạnh đó thì cái hành vi của mẹ bé phúc tâm được dư luận lên án bởi vì cho rằng cái hành vi này không có tình người lúc ban đầu gia đình có hoàn cảnh khó khăn á, thì mang bé đến thiền a minh Bộ vũ trụ cho thầy ông nội cho cô cúc và các thầy cô còn lại nuôi dạy bé và khi bé đã bắt đầu à, khôn ngoan à, lớn rồi á thì lại là có cái tình trạng là đến đây thưa kiện để mà đòi lại bé trong cái trường hợp của bé thì chúng ta thấy rằng nếu mà mẹ của bé Phúc Tâm muốn nhận lại thì trực tiếp đến nói với thầy ông nội và các thầy cô còn lại thì tất nhiên là bên phía Thiền Am họ sẽ đồng ý mà thôi chứ đâu có nhất thiết là phải kiện tụng ra tòa để mà tranh chấp giành lại bé đâu ở đây thưa vị khán giả đúng mà đó mới gọi là cái tình người còn cái việc mà ra tranh chấp như thế này á thì quý vị khán giả nhận thấy như thế nào có phải là hành vi đáng lên án hay không trường hợp trước đây thì bé ánh tâm cũng như là bé khai tâm đó gia đình muốn nhận lại thì đến nói chuyện đàng hoàng với thầy ông nội thì thầy ông nội sẽ giao trả lại các bé cho bên phía gia đình thôi chứ đâu có cần là phải rùm bang kiện tụng như thế này nhưng mà trong cái trường hợp này thì hiếu có cập nhật và nghe được một số cái thông tin cho rằng là mẹ của bé phúc tâm bị ở bên phe đối lập họ xúi dục để mà làm cái chuyện này thứ nhất là họ muốn cho tất cả những ai yêu thương thiền a bên bầu vũ trụ quên đi cái câu chuyện 50 người tấn công xâm nhập gia cư bất hợp pháp đối với thiền nga minh bộ trụ cái thứ hai là cho chúng ta quên đi cái vụ án của diễm my để mà chúng ta không lên tiếng về những cái hành vi này nữa mà ở đó họ muốn là những cái sự việc này chìm xuồng đi thưa vị khán giả thì nghe thì nó cũng rất là hợp lý ở đây đúng không ạ à? thì qua đây thì hiểu cũng xin chia sẻ một cái bài bình luận của chị lê hồng cũng nói về cái trường hợp này mà họ muốn chúng ta quên đi cái vụ án 50 người quên đi cái vụ cách ly quên đi cái vụ của Diễm My à, thì cái bài viết nói như thế này à, rất mong là bị khán giả bỏ thời gian ra nghe và để lại bình luận góp ý và có ý kiến gì đó thì vì để dưới phần bình luận của video nhé nội dung của bài viết chị Lê Hồng có nói như thế này hết chiêu trò giả bà hoa rồi đến chiêu trò quay lại vụ phúc Tâm bấy lâu nay im lặng rồi nay lại tiếp tục kết cuộc Chung quy cũng để mọi người không ai còn để ý đến vụ 50 tên côn đồ và vụ cách ly vụ Diễm My mất tích, Phúc Tâm ông bà nó mang đến cho Thiền Am vì hoàn cảnh cha tự tử chết, còn mẹ thì bị điên ông già ông bà già yếu không nuôi nổi nên cho Thiền Am nuôi. chứ ở Thiền Am họ cũng không có bắt cóc mà phải kiện thưa ra tòa nếu bé không có duyên. À, để ở cái nơi mà biết tu tâm học phật thì những người khi xưa đưa bé đến cho muốn đòi lại thì trực tiếp đến gặp thầy ông nội nói một tiếng xin bé về cho bé đi bán vé số giống y như bé khai tâm vậy chứ làm gì kiện ra tòa nghe phát buồn ói bớt đi một bé ở thiền am đỡ gánh nặng và miệng ăn à, thôi thì số phận của bé không có duyên được ở thiền am thì họ đòi con thì trả lại chứ khi xưa bọn nghĩa địa của ông Võ Văn Thắng, bọn chúng vu khống bo nhọ danh dự nhân phẩm của thầy ông nội, bọn chúng nói Phúc Tâm là con của ông cụ Lê Tùng Vân loạn luân đẻ ra Phúc Tâm, bó tay với cái bọn ma dương ác quỷ hãm hại thiền am, đủ chiêu trò trà đạp nhục mạ ông cụ hết lần này đến lần khác. Mong mọi người hãy hâm nóng lại vụ 50 người, vụ 50 công đồ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, chiếm đoạt tài sản gây thương tích, cũng như là vụ cách ly của do vợ chồng ông Thắng bà Mai dàn dựng và vụ Hồ Phước Lợi để hãm hại thầy Nhất Nguyên và vụ Diễm My bị bắt nhốt để bịt miệng hoặc thủ tiêu để diệt khẩu. Đây là bài bình luận của một uh, vị khán giả tên là Lê Hồng. Em xin cảm ơn chị rất là nhiều. Cũng để lại một bài bình luận rất là sâu sắc và trí lý ở đây. Thì chị nói là trong cái vụ của bé Phúc Tâm một thời gian dài nó cũng bẩn đi nhưng mà bây giờ thì quay lại, quay lại là để cho chúng ta không còn nói về cái vụ 50 tên cung đồ, vụ cách ly, vụ của Diễm My mất tích nữa. Thưa quý vị khán giả thì ở bên kia thì họ luôn luôn đưa ra những cái câu chuyện để mà cho chúng ta quên đi những cái vụ này đây là một những cái vụ rất là quan trọng mà cho đến thời điểm hiện tại đây bên phía cơ quan chức năng họ cũng chưa có xử lý triệt để đối với người cầm đầu đúng không ạ à? thì cũng rất mong là vì khán giả chúng ta hãy tiếp tục lên tiếng về những cái vụ này còn cái vụ bé phúc tâm theo thông tin mà hiếu chia sẻ lúc nãy đó thì nói rằng là trong 10 ngày nữa thì bên phía gia đình sẽ nhận bé về nuôi thì nhận về nuôi thì cũng là chuyện bình thường thôi bởi vì mẹ và bé sẽ được gần bên nhau tình mẫu tử mà không thể nào mà chia lìa được thì ở cái điều mà chúng ta quan tâm á, là sau khi về thì cái cuộc sống của bé như thế nào gia đình có đầy đủ điều kiện để mà lo chăm sóc cho bé hay không hay là giống trường hợp của bé khai tâm về còn phải đi bán vé số như thế này thế nọ thì thật sự rất là tội nghiệp cho con trẻ đây thưa vị khán giả đây là một cái điều mà chúng ta rất là quan tâm đó và lo lắng cho cái trường hợp của bé song song bên cạnh đó thì cũng đỡ bớt gánh nặng đi cho thiền am minh vào vũ trụ bởi vì hiện tại đây thiền am minh vào vũ trụ cũng rất là khổ rồi thưa vị khán giả thì bớt đi một người thì bớt đi một miệng ăn nhưng mà ở đây cái điều mà chúng ta lo lắng nhất đó là cái nội tâm của các bé sẽ như thế nào khi mà rời khỏi thiền am trở về với gia đình của các bé đó thì theo quý vị khán giả nhận định như thế nào trong cái câu chuyện của bé phúc tâm rất mong là vị khán giả khi xem để lại một bình luận nhận xét ạ à. À, nội dung trong video hôm nay cũng khá dài rồi, cho Hiếu xin được tạm dừng ở đây. Góp mong là vị khán giả khi xem để lại bình luận, một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Hiếu ngày càng phát triển hơn. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và Hiếu sẽ tiếp tục cập nhật thông tin có liên quan đến Thiền Am Minh Bộ trụ để gửi đến cho tất cả vị khán giả vào trong những video tiếp theo. Một lần nữa cuối video Hiếu mến chúc tất cả quý vị cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc và còn bây giờ xin kính chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới. нет.